mất rồi ha. Ừ. Là chú nhỏ đó là ai, là chồng của bà hay là con của bà? Nam mô Phật. Anh Anh mô Phật, tại mô con Phật. không biết. Nó nói Dạ vậy bà còn đâu đó dạ 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 có, chú con cho bà, con cho bà nè, để con cho bà 10 đồng, bà xin 10 đồng đúng không? Ông đi bữa thứ sáu, bữa nay là thứ bảy, giờ mai là sinh nhật rồi. Dạ ông ai ông ông nhỏ gọi là sư nhỏ ha? ừ ông dạ bệnh á, dạ ba thứ bệnh dạ ung thư ra gan dạ chữa không hết. mà sư nhỏ là anh của bà, anh của bà, là cái cốc này là của anh của bà. Dạ thì đâu bà vô trỏng đi, con tìm hiểu xíu. Dạ đâu có thấy ổng rồi, vô vô lại đi, vô rồi, rồi tôi cứ ra. rồi cô bà ngồi đi, bà ngồi đi, bà ngồi đi, con hỏi một xíu là cái cốc này ngày xưa là của sư nhỏ tu ở đây đúng không, là anh của bà, là anh của bà được bao nhiêu tuổi mất ha sư bà ha, hai bà ha, Có nói là không biết. không biết ha. Không biết nữa, không biết. Dạ Nấu ăn đi, nào hết thì cho ai nghe. ở đây có một mình ha cô ha. Anh cổ mới mất khoảng tuần nay á. Rồi đâu có làm gì ra tiền được. Không có làm gì ra tiền ở đây, thì chỉ sáng ai qua lợi thì xin 10 đồng. Thì chỉ biết 10 đồng thôi. Nhưng mà cái này là cái nhà của Đúng rồi, mà bán là nó bán, nhưng mà không 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 có người ở. Lúc trước nó là ông chết là bọn nó bán không người ở. À, bán nhưng mà ta dỗ chẳng cho ở, khi nào mà Mất không hết còn nữa thì á. Đúng rồi. nhưng mà quê quán của bà lão này chắc cũng ở đây Ở đây luôn hồi đó giờ mà ha. không dạ ở dạ đây dạ hồi đó giờ cái chứ tội nghiệp không lắm. có con cháu gì không? Không có hai anh em á. Không có chồng con gì luôn. Không, người anh thì chết rồi nghe, dạ người dạ anh á dạ chết rồi, bây giờ còn cổ đó. còn mình cổ à Còn dạ mình cổ đó. mà anh của cổ mất chắc cũng lớn tuổi Lớn rồi ha chắc cũng cũng đâu cũng chắc tám mấy chín mươi rồi, cũng già lắm. là mới mất một Mới tuần mất nay. Dạ là ngày trước là ông tu tập ở đây không? Đúng rồi, là tu tại gia ông ở tại gia đây mà. Dạ. Đâu có con, đâu có Con con, có đâu có chồng đâu. dạ thấy bà nuôi mấy con Ông mèo nhà nữa ông kìa, cũng không có vợ con, cũng như là cô này cũng không có nuôi vợ mấy con con. mèo nữa hả bà ha. Hồi tí tụi con cho gửi tiền cô mua gạo nha, gì hồi tí tụi con gửi tiền, gửi 10 đồng cho cô mua gạo nha. đúng rồi, 10 đồng. cho cho mèo ăn quá trời luôn hả bà. Cái này ngon ai, quá. cái này ai ai cho bà Cái này của bà kia cho con mèo nè, vậy hả? số phụ á, bà kia đi phụ. Dạ còn cái này cái bếp hả bà, Đâu? cái này cái bếp hay là cái phòng, cái Đâu? này cái bếp phải không? Nhà, bếp bếp, trời trời. Nhà của ổng à. Hồi trước Vậy hả? ổng xây mà tự ổng xây bộ. Đâu có kêu mình Ơi. xây đâu, tự tự ổng xây bộ. Cái nhà thấy hiện tại thì Thi Lê đang có mặt tại Vũng Tàu, thì đang đi dọc đường thì phát hiện có một cái cốc rất là đẫm nước mắt luôn cả nhà. Thì khi mà nghe tin bà con ở đây nói là có một gọi là tất cả mọi người ở đây gọi là sư nhỏ, thì vị sư nhỏ này năm nay cũng viên tịch cũng tám mươi mấy 90 tuổi rồi đó, bây giờ để lại một người em cũng không chồng không con luôn đó, bây giờ bà lão này mỗi ngày quay quần với lại mấy bé mèo thôi. Rồi nhìn bàn thờ kìa, bàn thờ nó hoang tàn luôn kìa, thấy không Đúng rồi, đầu cúng nè. ngã hết luôn. Ồ cô, mà ở đây không có giống như là ai giúp cho bà để cúng Phật này nọ ấy. Con thấy bàn thờ với lại cái bếp núc Cái này hồi nó đó giờ hỗn độn quá. ổng ổng còn á, Dạ. cô ở gần đây chứ cô cũng Nè, không con có thấy nè, qua. bếp núc nè. Chào, cái bếp sao tệ quá ha, trộm gì nguy Dạ. hiểm quá. Dạ. Không biết bên cô còn cái bếp tốt lắm mà, biết bà biết Dạ. trộm không? Nè, cái này là rất Vậy là là nguy có hiểm người phải luôn. qua ấy dây lại hồi Dạ. đó ổng còn sống cũng vậy. Dạ. Nè, con thấy bàn thờ nè.
Dạ. Không có cây nhang để đốt luôn. Chắc có nhang. Chắc có nhang. Không, không có. Con thấy có cây nhang nào hết trơn á, không có nhang luôn. Đây là thờ gì đó cô? Có thờ cái bàn Tâm Bảo thôi đó. Rồi cái hình thờ của sư nhỏ đó. Đã chú hết rồi, đâu có lên nhà đâu. Dạ dạ. Thế luôn rồi, đâu dạ. Không không? Nhưng mà sư ông ở đây là tu ở đây được bao lâu rồi hả? Chắc lâu lắm rồi, hồi cô lên đây năm nay nó cũng 14 năm rồi, hồi cô lên là ổng có rồi đó. Hồi cô lên là ổng có rồi. Vậy là cũng mấy chục năm rồi đó. Đúng rồi, chắc mấy chục năm. Thì tại sư ông nói là mất 90, gần 90 tuổi. Tâm mấy 90 rồi. Bà năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Tuổi con gà lớn bao nhiêu đúng không? Tuổi con nhiều. Tuổi gà lớn hả? Dạ, cảm ơn con nha. Gà lớn thì chắc cũng 68 hả? 68, phải là 68. 68 tuổi. Rồi cái này là đồ ăn của cô hả? Đâu. Đây là này đồ ăn. Đồ ăn cái gì vậy? Của người ta cho mà. Này đồ chay đúng không? Đồ chay. Trời ơi. Đây mình tối ăn cơm. Vậy hả? Rồi cơm đâu ăn? Còn mới nấu chín là nãy giờ. Còn mèo ở đâu cô có nhiều vậy? Hồi bà có nhiều cái gì? Hồi trước ổng chết rồi ổng để lại mấy con mèo bột. À là mấy con mèo của sư ông nuôi á ha. Ừ. Dạ. Thấy tội nghiệp chết quá vậy nha. Dạ. Mấy con mèo này nè. Dạ. À, chiếc xe này của sư ông á hả bà? Ừ. Ông mua xe không? Hỏi chị. Bây giờ ông đâu có ở đây mà chạy rồi mà ấy. Thôi cái này xe của sư ông để làm kỷ niệm đi, đừng bán. Chà chà. Đừng bán. Chà chà. Sao vậy? Khi nào mình nhớ ông, mình nhớ xe, mình nhớ sư ông. Coi như là bây giờ hình đó thì để trong chùa rồi. Đúng rồi. Bây giờ sư ông chỉ còn cái chiếc xe này đi sát bên cạnh thôi. Dạ. Mình nhìn thấy chiếc xe là mình thấy sư ông. Thôi, tối hả? Tối hả, tôi ngủ bên kia, tôi không dám ngủ giường của ổng rồi. Sao vậy? Sợ ổng về cho mình cái sắc kỳ luôn. Ôi, sư ông có về không? Không, nhưng mà tối tôi ngủ ở trong giường của tôi à. Tôi không có ngủ trong giường của ổng đâu. Đâu giường của sư ông ở đâu đâu, bà dẫn con vô được không? Bà, vô lại đi, quên. Thôi bà nói con sợ quá. Bà mày sợ? Bà nói sư ông về gì đó. Hả? Bà nói bà không dám qua đây. Bà nói ông về ông Kiều. Nè, giờ của ông nằm bên đây nè. Lúc xuống á, ông sống nằm bên đây nè. Gọi gọi ở đây ai xài tả mà nhiều quá vậy bà? Lúc trước ông đi ỉ đó, bệnh rồi cái không được đi cầu phải mua cho ông giúp xúc rồi á. Xài rồi cái nhập xong rồi mà dục bỏ luôn. Dạ. Bây giờ ông mất thì ông để lại. Thôi rồi, thôi. Thế là hết hồn mất rồi. Tối là sư ông trước là sao ngủ đây hả bà? Không, tôi ngủ không được. Sư ông kìa. Không. Sao bà không? Tôi không biết ông. Thế sao bà không ngủ đây? Không, ông mất thì đâu có ngủ đây được. Sao vậy? Ông chết rồi, đâu còn sống đâu mà ngủ đây. Không, ý là bà, sao bà không ngủ tôi ở đây? Ngủ kia. Bà sao không dám, bà không dám ngủ đây hả? Không. Sợ ổng hả? Ừ. Ổng về sao không về kéo chân hay gì? Tôi không biết kéo gì kéo, mà tôi không có ngủ đây, tôi ngủ không chứ tôi kìa. Đó, cả nhà thấy ở ngoài Vũng Tàu thì cũng còn sót lại những cái cốc, coi như là thấy xót xa đậm nước mắt đâu cả nhà. Trời ơi, quá trời luôn. Mèo luôn. Quá trời mèo luôn, mấy chục con luôn á. Rồi sập cái mùng xuống. Không. Không ngủ mùng luôn. Tối nay dặn là ngủ, bây giờ để nó sáng cơ. Nhưng mà ở đây hình như con thấy là không có đèn gì luôn đúng không? Không, có đèn ở ngoài kìa. Rồi vậy rồi mỗi ngày tháng ai đóng tiền điện cho bà? Khổ
tội đóng. Ông mà ông chết rồi đâu đâu có tiền mà đóng tiền điện. Trời ơi, khỏi đóng rồi người ta cắt làm sao? Rồi nhà nước cắt điện làm sao? Thì kêu cái con cái đóng con cái bên á. Mô vật. Con đâu có tiền mà đóng lắm dạ. Này là cô nấu ha. Ừ. Ăn hả? Ăn. Cái son này cô nấu ăn món gì vậy? Son cơm. Cái này là cái mì. Mì. Nha. Mì của con trong sáng con nấu. Còn còn cái nồi đó là cái gì mở con xem thử coi bà. Nồi canh. Trời ơi nồi canh từ đời nào sống bỏ. Nồi canh tới ăn cơm. Sống bỏ đi. Thiêu. Không. Mới nấu sáng tôi nói gì vậy? Canh này canh gì cô? À mới nấu sáng hả bà? Này canh củ. Canh dưa hủ đây dưa leo. Dưa leo. Canh dưa leo. Canh dưa leo. Để dành tối ăn cơm ăn vô. Dạ. Ba con gạo ở nhà không? Con. Còn ha. Nãy con cho bà 10 đồng bà bỏ túi chưa? Bỏ rồi. Cho cứ cầm đâu, cầm nó sợ mất vô. Tí nữa con cho 10 đồng nữa để dành mua gạo nha, với mua đồ ăn. Còn ở đây là cái gì bà, cũng là cái giường luôn hả hay là con thấy có tivi nè? Tivi nó hồi nãy mới coi phim chắc rồi. Mưa có tạt không bà? Không. Không tạt nha. Tạt có quả không chứ. Không có tạt lên được. Tạt có quả gì con? Tạt có quả gì con? Còn cái nồi trên đây là nồi gì vậy bà? Nói chung là sư ông mất rồi thì bây giờ để lại một người em gái không chồng không con. Thì cả nhà từ nãy cũng thấy rồi cái hình ảnh bà lão này, nói chung lúc nhớ lúc quên giống như bị khờ khạo rồi đó. Sao bà không chịu nấu một chỗ thôi, sao nấu tùm lum chỗ ha? Thôi trời. Ôi, bà thích chỗ nào là bà nấu chỗ đó à? Nè, trời ơi, có những cái nồi cơm điện ngày xưa xa xưa luôn rồi đó. Kể là bà không có dám ngủ ở bên chỗ của anh của bà là ông sư nhỏ, thì gọi là sư là anh của bà đó. Rồi là bà gọi là sư nhỏ. Nhưng mà mình kêu là sư ông. Ở bên đó thì ngủ trên giường ẩm, không về cũng lâu đi. Ngủ bên đây. Có Phật mà bà sợ gì? Có Phật mà sợ gì không biết. Không, dám ngủ. Giờ cho tiền có dám ngủ quả đâu? Không luôn. Cho 10 đồng? Không luôn. Không luôn. Cho 20 đồng? Không luôn. 30 đồng? Không. 50 đồng? Không. 100 đồng? Không ngủ là con ngủ. Chừng chịu, 1 triệu đồng chịu không? Không. Không luôn. Trời đất ơi, cho tiền chịu cũng. Ông về ông kêu. Mà còn sư ông hồi đó còn sống, bà có sợ không? Đâu có sợ đâu. Ừ, nhưng mà lúc ông mất mới sợ. Ừ. Ông có về lần nào không? Không. Ông có về sao sợ? Không có về mà bà cô mới sợ. Cái nhà thấy đó thì cũng sót lại còn những hoàn cảnh coi như rất là đáng thương luôn. Bây giờ là ở cái căn nhà này cũng là căn nhà tạm thôi. Tạm bợ thôi, của người khác thôi chứ không phải của mình nữa. Khi mà người người ở sớm chia sẻ khi nào mà gia đình này mất hết thì người ta sẽ lấy đất lại. Ôi bà cái nồi này nồi gì vậy bà? Nồi cá. Nồi cá nữa hả? Nồi cá giúp mèo nè. Còn cá cái này to rồi. Nè con mới nấu hồi sáng không? Trời ơi, sao kiến không nè? Kể nó đi. Rồi kiến ăn nó cắn miệng bà sao? Không sợ kiến chỉ sợ ổng thôi. Sợ ổng về. Sợ ổng về. Sợ ổng về.
gà để thôi chứ đâu có nấu được đâu. Nấu được, cái này mới. Mới hả? Cái cũ rồi. Rồi hết ga ai đổi cho bà xài? Mới kêu hôm qua bộ. Vậy mới hả? Kêu hôm qua mà. Rồi ai trả tiền? Cái bên kia trả. Vậy hả? Mình không cần trả luôn. Coi như là ở đây là chỉ nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của tất cả mọi người hàng xóm thôi. Rồi bà mỗi ngày sao bà không thắp nhang cho Phật không? Có thắp nhang cho Phật không? Tối mới thắp ăn. Ngày tối mới thắp. Dạ. Nè, bữa hôm ông đốt cái quần áo của hả? Đốt quần áo của ông á. Một đống quần áo của ông rồi. Ủa vậy sao hôm bữa đi thiêu không mang quần áo đưa cho người ta đốt luôn? Người ta quên, người ta không nhớ. Đây hả? Là từ đó giờ bà chưa có chồng con gì ha? Chưa. Dạ. Rồi bà chỉ có hai anh em thôi. Ừ. Dạ. Ông Thư này chưa có con, chưa có chồng nữa. Đúng rồi, tu mà. Đó, ông phải có vợ chứ sao có chồng được. Ông chưa có vợ. Thôi cô nằm nghỉ đi. Không nằm nghỉ hả? Qua ghế nằm nghỉ nè, qua ghế ngồi. Không. Tôi ngủ buổi tối không à. Buổi chiều tôi ngủ. Chiếc xe này nhớ để dành nha, đừng bán nha. Ủa gì đồ bán xe hả? Đồ bán xe. Sao vậy? Trời ơi, xe của ai mà đồ bán? Xe của sư ông đó, kỷ niệm đó. Trời ơi, bán là ông về, ông kéo liền. Bán là ông kéo xe liền ha. Cái bánh có hư không mà bà ăn vậy? Bánh còn mới, bánh mới. Bánh lần trước ông mua, ông không chịu ăn để lại. Trời ơi, của ông để lại hả? Là lâu chưa? Không đâu. Tí mình gửi cho cô 10 đồng cả nha. Để cô mua gạo. Cô bao nhiêu cũng là 10 đồng hết, 50, 100 ngàn thì cũng là 10 đồng. Nói chung là bao nhiêu cũng là 10 đồng hết. Có bao nhiêu cũng 10 đồng. Nè cái này cơm đồ ăn của cô ăn nè. Cô ăn đồ chua nãy xôi. Đồ chay nè. Cô ăn chay luôn hả? Đồ chay nè. Cô chú cho quá. Cho. Người ta cho. Rồi cô có hâm nóng lại không? Không. Ồ, cô uống cái nước gì vậy? Nước trà hả cô? Dạ. Bà cô năm nay cũng 68 tuổi rồi. Tuổi con gà lớn nói vậy thôi đó. Gà lớn là 68. Đâu có bệnh hoạn gì đâu. Có bệnh đâu rồi. Đâu có bệnh gì đâu ha. Ừ. Đè luôn. Nhưng mà ở đây bà có niệm Phật không? Có. Tối nay niệm. Tối nay niệm hả? Ngày chết hồi ngủ năm ơi niệm Phật, Phật làm gì. Dạ. Rồi bà cho con hỏi nè, sư ông mất vậy rồi bà có buồn không? Không, bà đang là có buồn rồi đâu. Mới có 7 ngày mà. Là mới mất đây hả? Rồi mới mất 1 tuần hả? Mới mất có 1 tuần hả bà? Tôi không biết rồi. Mới mất có 1 tuần à. Mất bữa thứ 6, bữa nay là... Đó. Bữa nay là thứ 7 về, thằng mai mới, là mới mất 1 tuần rồi mới thiêu, mới đốt đồ đó. Nãy cái bà cô bà chia sẻ đó. Thôi đâu có buồn đâu, về tối ông về mà sợ. Không. Ông lên trời luôn vậy. Trời luôn hả? Ừ. Lên trời lâu lâu cũng về thăm cô chứ. Không muốn thấy ông về. Không muốn thấy ông về. Ông về thì tôi chạy liền. Chạy liền. Chạy đâu được. Rồi. Chạy vòng vòng. Thương quá nha. Nãy chạy chạy. Lúc trước ông cực cái ông tưởng tên là con quỷ luôn. Vậy hả? Mà cô có buồn không? Không, đâu có buồn không? Ừ. Anh của mình mà. Ừ. Anh giỡn mà. Giỡn mà tưởng mình là con quỷ. Khổ sở rồi. Tới hôm kia ổng á, hôm kia ổng sao không? Ổng nằm đây nè. Người ta thương á, thương ổng nằm đây nè. Mới đầu thì ổng nằm à, ở chỗ không? Người ta thương nằm đây. Nhớ hôm nay. Là cái mới đầu cái 4 giờ mấy à, bắt đầu ổng la. Ổng nói, ai da, ai da, sợ quá. Ai da, ai da, sợ quá, trời. Ra ngoài đây quay, làm đi. 4 giờ mấy từ xuống luôn. Rồi cứ năm giờ tới ổng, hết la luôn. Mà cái người nào phát hiện sư ông chết hả bà ha? Không phải tôi. Vậy cái ai? Bà kia nói rồi nè, hả? Có bà kia nói, mới hồi nãy á, bà kia mới nói đó, bà sao á. À, cái bà cô đó phát hiện ha? Ừ. Dạ. Mới làm đây nè. Rồi đó. Ông làm cái mùa lá cái ngày đến sáng luôn. Rồi cứ làm tôi ngủ rồi thức sáng luôn.
là chút xíu của ổng á, à lính luôn, nhà lính này xong cái ổng ngủ, cũng rất là trời của ổng á, đầu ổng, trời của ổng á, trời của ổng đầu á, chết cha ổng đi rồi, tôi không biết cái gì hết trời luôn, kêu ổng cái, không có về luôn, ngủ luôn, kêu không? Vậy là xong về trời rồi đó, ổng đi về trời rồi. Làm nó hết hồn không? Hết hồn nha. Đừng mình cái luôn, thích đến sáng luôn, năm giờ mấy, bốn giờ mấy là bắt đầu là ổng lai rồi. Rồi tối, rồi tối còn ngủ ở đây hả? Hả? Đây bà, anh nói tôi đó, tôi ngủ ở trong quê là ngủ ở đây. Ngủ ở chỗ bếp đó đúng không? Ngủ ở chỗ nấu á. Ngủ giường á, ngủ đây là ổng ra, ổng thiều. Cái này là chắc xưa của sư ông ngồi ở đây quá. Hả? Thì xưa sư ông ngồi đây đúng không? Không, nó ngồi cũng ghế kìa. Ờ. Ngồi ở tổng á. Thì chắc mình cũng kết liếp phút tiếp đây cả nha. Rồi mình gửi cho bà một, quên gì ta? 10 đồng. Gửi 10 đồng mua gạo. 10 đồng của bà là đủ mệnh giá nha cả nhà. Mà bà tên gì từ nãy con chưa biết luôn á. Ai Dính? Hả? Ai Dính? Ai Dính người Tàu. À, là bà là người Tàu. Ừ. Ai Dính? Ai Dính? Ừ. Dạ. Còn sư ông tên là Lê Nhỏ. Dạ. Lê Nhỏ. Lê Nhỏ. Ừ. Dạ. Ai Dính? À, con chào cô ai bà Ai Dính con về nha. Ờ, dạ. Xong rồi con gửi Ai Dính 10 đồng. Dạ. 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 Chào bà. Dạ. Dạ. 2 giờ rồi. 2 giờ rồi. Ở sao biết 2 giờ hay vậy? Nói mới có đồng hồ không thấy à. Đâu có đồng hồ đâu. Ở cổng á. Ở cổng biết của anh. À hay vậy ta. Con chào bà Ai Dính con về nha. Ờ về đi.